khi nào bạn thực sự hạnh phúc? Đối với nhiều người, đó là lúc không phải giấu giếm những cảm xúc thật sự của mình, không phải lựa lời mà nói cho đẹp lòng người lạ, không phải lên gân làm ra vẻ trước đám đông. Đó là lúc những người bạn chuyện trò chân thật. Cả một đời, có bao nhiêu lần con người ta dám nói thật những suy nghĩ của mình? Hãy nhìn những người sống thật, họ luôn hạnh phúc và vui vẻ. Tại sao ta không tìm đến những người bạn có thể nói chuyện một cách chân thành? Phải, tôi có một người bạn như thế. Mỗi khi nghe ai đó nhắc đến Quo Vadis, tôi lại nhớ tới một nhà thờ nhỏ ở Rome, một tác phẩm văn học kinh điển và một nhà hàng rất đỗi đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh. Quo Vadis Lounge đặc biệt là bởi vì chủ nhân của nó không chỉ muốn tạo dựng một nhà hàng với những món ăn ngon đơn thuần, mà dường như cố ý đẩy các thực khách vào một gallery nghệ thuật tìm cách thách thức các giác quan của họ. Các thực khách tới đây không chỉ được thưởng thức những món ăn tinh tế, nhâm nhi những loại rượu vang hảo hạng, mà còn có thể thỏa mãn thị giác và thính giác của mình bằng những tác phẩm điêu khắc, hội họa kinh điển và những bản nhạc jazz ngẫu hứng. Nhắc tới khách mời của tôi ngày hôm nay, nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan, hẳn ai cũng sẽ liên tưởng tới những bức ảnh nude đẹp đến nao lòng. Anh là người duy mỹ, anh tôn thờ phụ nữ và cái đẹp. Nếu đổi lại, anh là người chọn địa điểm cho cuộc trò chuyện của chúng tôi hôm nay, hẳn anh cũng sẽ chọn nơi này. Anh nghĩ sao khi người ta nói rằng là khi người ta đi chụp hình khỏa thân giống như là đi làm nghề vậy, sau này cũng có rất là nhiều trợ lý soi đèn rồi đánh bóng rồi các thứ, một cái bộ sậu hoành tráng, và cái lúc đó nó như một cái guồng máy công nghiệp để sản xuất cái bức hình đó, thì những cái bức hình đó thì liệu có cái phần trăm nào nó có trở thành là hình nghệ thuật được không? Có thể là cùng một cái đích, rất nhiều người đi bằng các con đường khác nhau, nhưng riêng con đường của tôi đi thì tôi chưa bao giờ đi theo một cái đường nó quy mô theo cái lối như thế cả. Thực sự ra mà nói thì tôi suy nghĩ thôi, chứ không phải là mình máy móc gì đâu. Tôi cho rằng là vấn đề ở đây, người mẫu ở Việt Nam không phải người mẫu chuyên nghiệp. Chắc chắn những người mẫu tham gia tôi từ lúc tôi bắt đầu chụp đến bây giờ thì hầu như tôi không mời người mẫu chuyên nghiệp, và cũng hầu như rất ít người mẫu chuyên nghiệp về cái nghề này. Bởi vì đến nghệ sĩ chuyên nghiệp còn chưa có nữa, làm gì có người mẫu chuyên nghiệp để ảnh quả thân. Cho nên tôi cho rằng đấy, thứ nhất ta không có người mẫu chuyên nghiệp, cho nên không thể áp dụng cái tính chuyên nghiệp vào được. Đấy, cho nên tất cả các người mẫu hỏi rằng là nếu mà buổi chụp hôm nay có thêm khoảng 2 người làm đèn nữa thôi thì đối với cô đã là trở ngại rồi. Tại vì người Việt Nam họ vẫn cứ có một cái câu rất hay là một miệng thì kín mà 9 miệng thì hở. Đấy, cho nên thông thường người lớn tuổi thì sợ lộ đến người yêu, người bé tuổi thì sau này còn phải quan hệ với người yêu, rồi tất cả mọi chuyện ấy, rồi bố mẹ biết thì chết, đúng không? Rồi tất cả mọi chuyện nó xảy ra trong xã hội. Cho nên cái việc tôi thì riêng cái cách chụp của tôi là tôi đảm bảo cho cô cái việc là thứ nhất là rất an toàn về cái việc là thân nhân, không bao giờ có vấn đề gì cả, cũng như là trong mọi cái sự quan hệ hợp tác thì chúng ta rất đàng hoàng với nhau. Rất đàng hoàng với nghĩa là cô muốn như nào thì cô được sử dụng đúng như thế. Những cái bức ảnh như vậy ở trên thế giới ấy, người ta làm nó rất là dễ dàng. Có thể phương Tây là như vậy, nhưng mà đối với các cái nước mà cũng theo Khổng giáo chẳng hạn, những cái nho giáo như Việt Nam, như Trung Quốc, một số cái nước thì cái nghệ thuật khỏa thân người ta phát triển nó vẫn mạnh hơn mình, nó vẫn công khai hơn và nó cũng có nhiều cái cơ hội hơn. Thì đối với Việt Nam thì anh nghĩ sao cái ranh giới đó? Vì nói rằng là cái quan niệm về văn hóa nó cũng không khác nhiều so với nước Á Đông khác, thì tại sao mình lại khó khăn phát triển hơn so với các nước khác? Cái điều này nó còn liên quan đến rất nhiều thứ. Tại vì cái việc đầu tiên ấy, mình phải muốn hay không muốn thì anh nhắc đến một số các cái nước đấy là nó chưa động đến các nước gọi nước khó khăn lắm. Thí dụ tôi cho rằng có một lần tôi đến Singapore, tôi đi máy bay từ
Moscow về Singapore có mang một cái quận ảnh rất là lớn để đem vào Singapore. Không cho mang vào. Một cách quyết liệt. Không thể nào nói, kể cả đại sứ quán can thiệp không ăn được. Họ có cái niềm vật của tôi cho trường hợp còn khó hơn Việt Nam. Không phải là nước mình đã là khó nhất đâu. Nhưng vấn đề là các nước muốn hay không muốn, họ cũng phải dưới một cái luật. Ngay cả Mỹ, mình tưởng là một xứ rất tự do, nhưng mà thực sự họ sẽ có những cái niềm luật nhất định, những cái quy định nhất định về ảnh quả thân. Không được bày cái chỗ mà trẻ em đi qua, một loạt các vấn đề họ đặt ra thì phải không có lông. Rõ ràng họ nói rất dã, không có ý nhị gì cả, để cho anh kiểm soát, anh em phải làm đúng như thế. Nếu mà thành luật thì đến lúc mình vẫn có thể nghệ thuật được trên cái luật chứ. Tại sao mình không nghệ thuật được trên cái luật? Nhưng ở nước ta không phải là khó, mà vấn đề là cái việc ấy, người ta cứ cho rằng là việc khó nói. Đấy. Né tránh. Vấn đề là họ né tránh nói từ xưa nay, không giáo dục các cái trẻ em về mặt quan hệ nam nữ. Muốn hay không muốn là con người thì họ vẫn phải quan hệ với nhau, chi bằng là mình giáo dục đi, nói thẳng ra thì nó. Nhưng mà từ bé, cái thời nhất tôi chớ thổi tôi đi học thì hầu như là ngay cả cô giáo, thầy giáo lớn không bao giờ dám nói cái điều ra với cả học sinh cả. Chứ còn rõ ràng đáng nhẽ nó phải là một môn học, đúng không? Thì nước mình là bị cái chuyện như thế. Cái việc cần bàn thì không bàn, bàn rất rõ ràng ra đi, để cho anh em trên cái đường ấy nó có cái cơ sở để mình bám. Chính vì cái mập mờ rồi là không nói ra, đâm ra nó trở thành một cái định kiến rất là nặng nề. Chứ còn không phải là nước mình với nước ngoài đâu. Chứ tôi cho rằng là thực sự ra một gọi cái sự phá vỡ về trong về mặt hệ tư tưởng ấy, thì Việt Nam tôi cho là cũng không phải là quá là phong kiến đâu. Là vì mình cứ xem liều lượng bia ôm với cả người đi làm gái, thì thực sự Việt Nam cũng không phải ngại gì khỏa thân đâu. Nhưng mà vấn đề trong cái việc tranh ảnh nghệ thuật khỏa thân thì là vì chúng ta chưa rõ ràng. Còn cái bên ngoài là vì muốn hay không muốn, là vì miếng cơm manh áo nó phải phát sinh ra, cho nên nó vẫn đè ra. Là những cô thường xuyên một ngày cởi áo 40-50 lần thì cũng không sao cả, và làm những việc không phải là ảnh nghệ thuật thì cũng không sao. Là vì sao? Họ vẫn phải hoạt động thôi. Cái hoạt động ấy nó không chính thống, cho nên nó vẫn còn cái gì đó đưa ra chính thống thì chúng ta chưa có luật và chưa quy định, nên ra mọi người vẫn cho đấy là một cái gì đấy rất nặng nề. Chứ còn nếu mà cứ quy định cái sạch sẽ, ngay cả bên Thái Lan tôi cho là ngay cả cái việc con gái làm tiền là chắc chắn là phải có. Gái đĩ và gián điệp là nghề không bao giờ không có, và là nghề đầu tiên phải có. Đó, vấn đề thì quy định luôn, nộp môn bài và hoạt động có cái giấy chứng nhận của y tế khám bệnh, tại vì muốn hay không muốn nó phải đẻ ra mà. Có phải cái là cái có thể anh cấm, anh có thể diệt dục cái món ấy được không? Cho nên tôi cho là ngay trong nghệ thuật cũng thế, chúng ta cũng nên môn bài luôn, đỡ lôi thôi để cho anh em hoạt động đỡ phải du kích đấy. Cho nên chính vì du kích trong xã hội, du kích luôn cả trong gia đình. Nếu mà xã hội cho rằng là anh là một cái nghệ sĩ vẽ hoặc là chụp ảnh hay là làm phim khỏa thân, thì cái người vợ ở trong nhà mình cũng đỡ định kiến với mình trong cái việc ấy thì mình làm được. Chứ còn trên đời này làm nghệ thuật đã khó mà lại phải du kích hóa hết thì chết, không thể làm được. Nếu mà đem ra phơi bày triển lãm làm sao mà vợ con không biết được. Đấy, mà có nhiều người rất vỡ tan cả, tan cửa nát nhà về cái chuyện khỏa thân. Tại vì họ cứ tưởng rằng là đến làm việc khỏa thân là nó sẽ đẻ ra việc này việc khác, nhưng mà không phải đâu. Khi mà anh rạch ròi ra thì nó chỉ có tác dụng cho anh làm nghệ thuật thôi. Còn đến lúc nào anh định không làm nghệ thuật thì anh chuyển ra, tại vì máu nó hoặc là chuyển lên trên hoặc là chuyển xuống dưới thôi, nhưng không có thể nào máu rẽ hai bên được. Làm gì có cái xi nhan nào mà để anh rẽ ra hai bên. Nên tôi cho rằng cái việc này chúng ta cũng nên có một cái quy định nó khá là rõ ràng chứ. Hơi lâu cái phải làm. Thế anh có phải du kích với hai bà xã cũ của anh không? Cái may mắn nhất, và có lẽ đấy cũng là một cái lý do để mà cái con đường thể nghiệm của tôi nó cũng cho đến ngày hôm nay nó cũng trở ngại, là vì tôi thỏa thuận được với họ. Bởi vì tôi muốn thỏa thuận rất dễ, bước đầu tôi cứ nhờ cô ấy làm mẫu. Cô thấy sự vất vả trong cái lúc nó nhọc nhằn chứ không phải vất vả, tại vì chính tôi cho cái cách làm việc một mình của tôi nó đẻ ra cái sự nhọc nhằn, làm cho cô thấy rằng mỗi lần tôi chụp ảnh xong, lúc chụp rất hăng hái, hầu như là chụp xong tôi nằm đờ khoảng một tiếng đồng hồ mới dậy được. Đó là lúc anh chưa cưới đó,
anh nhờ cả lúc thì... cưới lẫn chưa cưới thì tôi đều nhờ họ làm việc trước đấy. Đến đi lúc nào mà tự cô đi tìm người mẫu cho tôi. Đến lúc cô thấy là thứ nhất quá nhiều ảnh của cô ấy, cái thứ hai cô thấy là cần tìm một người khác để tôi làm việc thoải mái thì chính cô đi tìm. Sao đâu. Chứ riêng nhà tôi thì không phải du kích thì tôi làm được, chứ còn nếu mà du kích thì cũng xin cho em chụp một số cái loại khác. Nhưng mà rồi thì họ cũng chia tay anh ra đi, là có phải bởi vì là như anh nói, anh phải có tình cảm với những người mẫu của anh mới chụp được, thì cái chuyện đó đối với phụ nữ chắc là cũng khó san sẻ được cái tình cảm với những người phụ nữ khác lắm. Cho đến giờ này thì các cái trường hợp của tôi ra đi, những người đàn bà đã ở với tôi mà không ở nữa thì không phải vì lý do đó. Chưa bao giờ phải vì lý do đó. Và họ vẫn cứ theo dõi cái hoạt động của tôi, nghĩa là không vì lý do đó. Thì chắc chắn cho đến giờ này thì, hoặc là sau này có cô nào không thì không biết, mình cứ lãng mạn thế đi. Nhưng mà trường hợp là không có. Thế anh may mắn quá. Thực ra anh may quá, tất nhiên là cũng có một số ông cũng khá may. Ví dụ như anh Thái Phiên thì còn có vợ làm trợ lý giúp cho. Đấy là một trong vài người hiếm hoi được gặp may như anh. Còn hầu hết các ông khác thì khi đi chụp thì giấu diếm diếm. Như anh nói gọi là du kích ấy, thì có phải là bản thân trong cái lúc mà họ đã nghĩ rằng là phải du kích, có nghĩa là trong cái, tất nhiên ngoài việc định kiến xã hội ra thì họ cũng lo lắng cái việc đi chụp hình của thân ấy nó không được danh chính ngôn thuận lắm, không được minh bạch lắm, đúng không? Chắc chắn rồi, tại vì là con người thì đầu óc tổ chức nó hê lắm. Khi mà anh hoàn toàn minh bạch và anh không bị ngại, vì thì lúc ý anh chỉ dồn tất cả trí lực vào một việc thôi. Còn khi mà anh đã bị phân tâm thì rõ ràng nếu mà anh đây là giỏi lắm cho nên nó ra được những cái bức ảnh trung bình, còn nếu không thì đáng nhẽ nó không ra ảnh, hoặc là nó sẽ du kích ngay ở tác phẩm. Anh đã thể hiện sự lo âu ngay từ trong tác phẩm và sự thật sự là sự thiếu đàng hoàng. Cho nên nói rất thật, ảnh khỏa thân nói chung ở Việt Nam là trong đó nó có phảng phất cái tính thiếu đàng hoàng. Nhìn nó cứ thế nào, nó cứ, tại vì thực sự ra mà nói, không phải là anh mở hết ra là mở, mà không phải anh che kín lại hết là che kín. Bởi vậy nó mới là nghệ thuật. Nghệ thuật nó không phải là toán, hoàn toàn không phải là toán, bởi vì nó là cái tác phẩm ấy, nó chuyên chở cái suy nghĩ của anh, nó chuyên chở cái tình cảm của anh. Đấy, thông điệp của anh đưa ra nó phải thông qua anh chứ phải là cá nhân chứ. Bên nghệ thuật họ tôn trọng tính cá nhân, nó phải có cái đấy. Có những cái bức ảnh tất nhiên là người ta cũng đi theo một cái trường phái kín đáo, một cái bờ vai hay là một cái vòng eo cũng thế, nhưng mà cũng rất nhiều những bức ảnh mà nhìn thấy hết, nhìn thấy giống như là hình ảnh giống như là mấy cô bảo vệ môi trường vậy, thì họ vẫn đăng được trên những cái tạp chí mà gọi là tạp chí thì khác với sách ảnh. Như anh nói lúc nãy là mua sách ảnh nó khó khăn lắm, nhưng mà tạp chí thì nó bày bán công khai nhiều nơi, họ vẫn đưa những cái loại hình ảnh như vậy lên á, thì anh nghĩ sao? Tức là cái ảnh nghệ thuật mà nó chưa tới nghệ thuật như vậy, nó đẻ ra là nó không một loại ảnh nữa, là nó lại là ảnh, nó lại để minh họa, hoặc là nó có tính chất, nếu mà lại rơi vào lĩnh vực quảng cáo thì lúc ấy anh lại đảm bảo cái tính chất của quảng cáo. Đôi khi cái cô gái nó chả liên quan gì đến cái môi trường, hoặc là chả liên quan gì đến cái xe hơi, đúng không? Tại vì cô gái thì không phải là cái xe hơi, cao quý hơn xe hơi nhiều chứ, nhưng vấn đề họ phải có cô gái ở hang ở đấy để người ta xa xa thấy hình cô gái họ đến đã. Sau khi xem xong cô gái thì lại thấy chợt thấy chữ BM hay là Kia, thì vấn đề là đấy là vấn đề của quảng cáo, thì đấy lại là một loại ảnh nữa. Thì cái loại ảnh này nó cũng không nằm ở ảnh khiêu dâm, mà nó cũng chẳng nằm ở ảnh nghệ thuật, nó chưa nghệ thuật hẳn, và lúc ý nó phục vụ là ảnh thì thực sự ra mà nói nó là ảnh để phục vụ cho quảng cáo và làm doanh nghiệp, quyến rũ câu khách. Đấy, câu khách đấy rõ ràng. Và thậm chí có những nước họ chủ trương gọi là rẻ tiền cũng được, nhưng vấn đề là mục đích của cái nhà sản xuất đấy cần cho tôi làm sao để cái số lượng những người biết đến cái nhãn hiệu của tôi, thì họ yêu cầu cái nhà nhiếp ảnh anh chụp cho tôi làm sao để cho người, tôi kéo tất cả những người đi qua cái hành lang này phải xem
cái pano này hay là cái poster này, thì đấy là một nhiệm vụ mà đôi khi cái người làm ý họ rất chuyên nghiệp. Cái tính chất quảng cáo thì nó khác. Anh nghe nói anh cầu toàn lắm, anh đã tự tay tiêu diệt rất là nhiều nhiều hình, nhiều phim của anh rồi, chỉ để còn giữ lại có hơn 100 tấm thôi, thì đấy không phải là đã là một sự kiểm duyệt đã khắt khe rồi. Đúng, tôi cho đến có, tôi nhớ lâu lâu có người hỏi tôi là anh có bao nhiêu bức ảnh, thì tôi bảo cho phép tôi nói là tôi đã đốt bao nhiêu bức ảnh, chứ đừng hỏi tôi là có bao nhiêu bức ảnh. Tôi phải nói sự đốt của tôi để tôi cũng sốt ruột lắm, tại vì thực sự ra nói là đây là một nghề chơi rất tốn tiền. Anh có được những cái lời đặt hàng từ những người không quen biết, tự như họ điện thoại họ nghe tên họ rất đến. Nhiều rất nhiều. Và anh có bao giờ anh đồng ý chụp không? Tôi có một cái phải suy nghĩ nhiều nhất là mình dùng những cái lời từ chối thế nào để cho họ cảm thấy là cái lời, tại vì cũng như ta đã nói, khi mà người ta đã đặt vấn đề mình, họ nghĩ là 70% đồng ý họ mới đặt vấn đề. Tại vì đối nhất là phụ nữ mà mình từ chối cái việc họ sẵn sàng khỏa thân cho mình chụp thì cũng không khác gì mình từ chối một cái nụ hôn. Cho nên tôi cũng phải nói thế nào để cho họ hiểu rằng là tôi chưa sẵn sàng. Tất nhiên là rất nhiều, tại vì mình có đi sâu vào cái nghề này, mình thấy là tâm lý của phụ nữ, nhất là trong những lúc còn son trẻ, cũng rất muốn có một cái bộ ảnh mà với một cái người chụp mà cho họ chắc chắn được cái bộ ảnh. Phải nói luôn là ảnh đạt yêu cầu, chứ không phải là cái bộ ảnh mà nó không trong cái ý định người ta định. Họ cũng cầu toàn lắm đấy. Nhiều người họ cũng sẵn sàng bay từ nước ngoài về trả một số tiền lớn để có thể có một bộ ảnh để lưu trữ lại. Nhưng mà chính vì cái nguyện vọng lớn ấy, mình thấy rằng là có thể một số người không ở trong lĩnh vực này thì nghĩ rằng là cuộc sống bình thường thế không có đâu. Nhưng mà rất nhiều phụ nữ, mà tôi cho rằng cái nguyện vọng của họ là đúng đắn. Họ cũng tự hào về cái vẻ đẹp của mình lắm chứ. Mà nhất là tôi lại tiết lộ rằng là ai cũng đẹp. Tại vì tôi ít khi tôi dùng cái vẻ đẹp tổng thể lắm. Mà tôi bảo cô nào cũng đẹp hết. Có một cái bờ vai đẹp thì mình cũng sẵn sàng chụp được cái ảnh. Trông đúng là vẫn là ảnh khỏa thân. Đúng không? Một cái lưng đẹp thì cũng có thể chụp đẹp. Cho nên các cô hoàn toàn tự tin để có thể thể chụp ảnh được. Và trong mắt Trần Huy Hoan thì bất cứ người phụ nữ nào đôi rồi ai đẹp. Trước hết là đẹp đã. Còn đặc biệt xuất sắc các thứ gì mình chia sau. Còn nhìn chung là đẹp. Tôi khẳng định cái điều là đó là đúng. Tại vì tất cả các người mẫu của tôi thì không phải là những người có cái số đo chuẩn mực hay là các cái gì chuẩn mực cả. Tôi chụp người rất bình thường. Không, cái chuyện mà gọi là không có người phụ nữ nào xấu mà thì kinh điển rồi. Gần như là ông nào mà đứng trước phụ nữ thì cũng phải nói câu đấy. Nhưng mà ví dụ như là cái đẹp của lụa là, cái đẹp của make up chẳng hạn thì nó cũng dễ thôi. Nhưng còn bảo là tìm cái đẹp nguyên thủy từ khỏa thân ra, chắc là mỗi mình anh Trần Huy Hoan có thể làm được không? Tôi dám nói điều ấy. Bởi vì tôi đã làm, tôi đã thể nghiệm rồi. Mà tôi thấy có tác dụng thật, có tác dụng bởi vì là thế này này. Tôi rất hay đứng sau tất cả những người xem ảnh ở triển lãm của tôi ấy. Tôi thấy các cô gái khúc khích lắm. Trông hơi giống Thủy nhỉ, có lại hơi giống Hà nhỉ. Cô nào cũng thấy mình có một chút ở đó. Chút mình nhận ấy. Bởi vậy là vì các cái bức ảnh của tôi hay quan sát lắm. Nhiều khi tôi đứng tôi quan sát cô. Thực sự ra có cô có thể tổng thể cô không, phụ nữ chụp với tôi thông thường không cao. Người ta hay mặc cảm về chiều cao gì. Nói là cô yên tâm, chiều cao vô nghĩa với những ảnh. Vô nghĩa, hoàn toàn vô nghĩa. Chưa kể càng cao càng khó chụp. Đấy là điều chắc chắn. Vấn đề là cái tỷ lệ trong con người ấy, nếu mà để chụp toàn thân thì cần có cái tỷ lệ tí tẹo thôi. Còn nếu không có tỷ lệ thì ta không chụp toàn thân, ta chụp bán thân đi. Thì có ai so sánh được cái sự tỷ lệ đâu. Bởi vậy tôi có những cái lý thuyết để dẫn dắt tôi nói chứng minh rằng tôi không cần người. Tôi nói luôn không cần người đẹp. Mà tôi không chụp hoa hậu. Hoa hậu để làm việc khác, tại vì cô chuẩn mực rồi đúng không? Đấy là thượng đế đẻ ra cô quá đẹp rồi làm việc khác. Nhìn đẹp chả cần phải tôi. Chụp hoa hậu thì theo đặt hàng của nhà quảng cáo. Ai chụp cho đẹp, ai cũng đẹp rồi. Nói đùa cho vui, nhưng mà tóm lại là mình phải khẳng định rằng một điều với nhau rằng là phụ nữ nếu mà chụp chính ra là chụp khỏa thân nó mới có điều đó đấy. Chứ còn chụp cái khác không đảm bảo được điều đó đâu. Tại mình có thể chụp các cái khu vực, nhiều khi chỉ một ít
cái nước vào một cái bờ vai, một cái ảnh rất hấp dẫn, rất đẹp mà cô vẫn nhận ra cô. Cái ranh giới giữa nhiếp ảnh nude nghệ thuật và ảnh khỏa thân dung tục rất mỏng manh, đặc biệt là ở một quốc gia đặc tính Á Đông như Việt Nam. Nhưng nhiếp ảnh gia Trần Lý Hoan đã làm được cái mà những người chụp hình khỏa thân nghệ thuật khác không làm được, đó là những triển lãm cá nhân chuyên về ảnh khỏa thân. Bí mật đó chính là sự hài hòa giữa nhục cảm và mỹ cảm ở cái tiêu chuẩn mà xã hội có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, cái tiêu chuẩn đó không thể là bất biến và chúng ta có thể trông đợi ở những mới mẻ mà Trần Huy Hoan có thể mang lại trong những tác phẩm của anh. Cảm ơn quý vị đã xem Nói Ra Đừng Sợ. Hẹn gặp lại quý vị lần sau.